Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Clip ngày hôm nay chúng mình xin gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin mới nhất được trang chủ của P-Chain International của P-Channel Twist ở trên mạng xã hội Twitter. Thì cái bài viết này thì cũng mới được gửi đến thôi lúc 8 giờ sáng ngày gần 9 giờ sáng ngày hôm nay. Nó sẽ có 3 đoạn thông báo thì chia làm 3 cái twist, thì chúng ta đọc lần lượt từng cái một nhá. Cái twist đầu tiên, P-Channel sẽ tổ chức hội nghị toàn cầu lúc 22 giờ giờ quốc tế vào ngày 20 tháng 8. Chúng ta sẽ nói về sự ra mắt của P-Channel đi kèm với việc ra mắt hàng đổi hàng chính. Tất cả những người tiên phong đều được hoan nghênh tham gia sự kiện thú vị này. Đấy, tính kèm những hashtag của P-Network và P-Channel. Đây là một cái hội nghị toàn cầu các bạn ạ, tầm cỡ toàn cầu luôn. Whole Global Conference đấy. Ok, tiếp theo một cái twist nữa là twist số 2. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi từ các trung tâm hoạt động khu vực P-Channel khác nhau sẽ cũng sẽ tham gia sự kiện này. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về việc khởi chạy đổi hàng bên net kèm theo. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để những người tiên phong trên toàn thế giới biết thêm về sự phát triển của P-Channel. Đó, đây có lẽ là những thương gia, những người tiên phong sẵn sàng để business leader này ở P-Channel này. Tiếp theo cái tweet số 3, đặt cái lịch nhắc trên Twitter của chúng tôi, chủ đề là khởi chạy hàng đợi hàng. Đây là giống như kiểu là cái thư nhắc sắp, một khi nào mà có sẽ diễn ra cái sự kiện ấy thì sẽ trên trang Twitter sẽ nhắc các bạn để có thể tham gia và không bị lỡ hẹn cái việc đấy. Thế rồi như vậy là chuẩn bị cho cái ngày 25 tháng 8 2022 là cái ngày mà P-Channel dự kiến khởi chạy mainnet, cái hệ thống của họ, để chấp thuận cho cái việc là đổi hàng hóa lấy Bitcoin ở trên cái nền tảng này. Thì các bạn có thể hình dung cái P-Channel nó giống như một cái bên thứ ba trung gian giữa cái việc là người có hàng hóa và người mà sở hữu Bitcoin. Họ lên trên những cái app của P-Channel này, họ đồng thuận với nhau với việc là tôi có cái hàng này đổi lấy bao nhiêu đồng Bitcoin của anh, thì cái việc đấy được diễn ra ở trên cái app của P-Channel. Và việc trao đổi hàng hóa thì đồng thuận giữa hai bên thôi, và P-Channel họ sẽ không can thiệp, không định giá cái việc đấy. Thì thực tế ra ấy, mình thì cũng chưa thấy một cái thông tin chính thức nào từ Pico Team là việc là có cái anh P-Channel này mà họ đã đồng ý cho phép là đổi hàng hóa đấy Bitcoin ở trên này. Thì mọi cái thông tin từ P-Channel này đều từ chính họ công bố ra thôi. Và ngóng xem cái động thái trong thời gian tới, P-Channel Team có công bố công nhận cái P-Channel là chính thức là nằm trong cái hệ sinh thái của P-Network hay không. Thì các bạn cũng nên cẩn trọng với những cái giao dịch như thế này. Hiện tại thì cũng chưa có gì là chính thức cả, cũng mới chỉ là dự kiến thôi. Và P-Channel thì tại Việt Nam thì cũng có những cái hội nhóm, những cái trang mà được gọi là đại diện của P-Channel tại Việt Nam. Tuy nhiên thì nói chung là thông tin thì cũng rất là hạn chế, cũng chưa có cái gì gọi là chính thức cả, nên là các bạn có thể xem tham khảo thôi nhá. Đừng quyết định vội vàng cái việc trao đổi hàng hóa ở trên những cái trang như vậy, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thì chúng mình sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ để gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin thật chính xác và chính thống từ Pico Team để tránh mất P1 các bạn nhé. Ok, clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của chúng mình nha.